Nè, cho anh kể câu chuyện này cho quý bác, các anh chị nghe. Nè, câu chuyện có cái tên là Tên mới của nghề làm đĩ. Có một cô gái bị bắt vào đồn công an. Tại đây cô phải khai lý lịch. Cô vừa khai tên xong thì anh chàng công an ngước lên nhìn cô với vẻ rất là ngạc nhiên. Hả? Lại là cô nữa hả? Cô gái thản nhiên. Dạ, cũng em nè. Anh công an nhớ lại lần trước bị cô gái nói móc méo khi mà khai nghề nghiệp, nên lần này anh ta chận trước vì sợ bị cô gái lợi dụng cái chuyện khai báo để mà nói xấu cán bộ. Tôi biết cô làm cái nghề gì rồi, khỏi khai. Cô gái cười. Dạ, nghề của em thì không có thay đổi, nhưng tên gọi có thay đổi rồi. Anh công an nhìn cô gái lườm lườm. Anh ta biết mấy cô giang hồ này mồm miệng rất là chua ngoa, sợ bị mắc lỏm, nhưng không thể không hỏi. Anh ta nói cộc lốc. Tên gì? Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi. Trước á, em khai em làm nghề chủ tịch quốc hội, vì em thấy mấy bà chủ tịch quốc hội cứ bị người ta chửi là con đĩ thúi, thì anh bảo em nói xấu lãnh đạo. Cái tội nói xấu lãnh đạo sẽ bị nghiêm trị, em sợ lắm. Với lại gần đây nghe các cảnh cán bộ lãnh đạo ta muốn đổi Hà Nội thành Paris, thành phố Hồ Chí Minh thành Singapore, nên lần này em cũng bắt chước em đổi tên mà. Anh chàng công an sốt ruột cắt ngang. Cô thật là lắm mồm, tên gì thì khai lẹ đi. Cô gái gật gù. Dạ, anh công an nói đúng lắm á. Em thật nhiều mồm, mồm để mà đối đáp với anh nè, rồi mồm để cho bọn đàn ông chui ra từ đó mà làm chủ tịch, làm tổng bí thư, làm công an đồ. Anh công an giận quá đập bàn văng tục. Đờ mờ, con đĩ thúi. Mày xiên xỏ ông đó hả? Mày có khai không thì bảo. Cô gái ra vẻ sờ sệt. Dạ, em khai chứ. Bố em mà vô đây cũng phải khai chứ, nói chi em có dám xiên xỏ ai đâu. Và có muốn xỏ xiên thì cũng có gì để xỏ đâu. Chỉ có em từ hồi được giải phóng tới giờ mới bị hết thằng này xỏ tới thằng kia xiên. Bà chủ tịch quốc hội bị chửi là con đĩ thúi, thì có cả cái đảng của anh nhảy vô bảo vệ cho nên thúi mấy cũng thành thơm. Còn em á, bị anh chửi là thúi thì thúi thiệt rồi. Dạ, cái nghề của em vẫn là nghề đĩ thúi, nhưng tên gọi là đĩ nhà nước. Anh chàng công an định mắng cô thật là lắm mồm, nhưng gượng lại, anh ta sừng sộ. Giờ lòi ra đĩ nhà nước, đĩ nào là đĩ nhà nước, đĩ nào là đĩ nhân dân? Cô gái xua tay. Không có đĩ nhân dân, tuy em làm đĩ nhưng cũng phải là đĩ nhà nước, nó mới hoài. Anh công an trợn mắt lầu bầu. Đờ mờ, đĩ mà còn hoài cái gì? Dạ, hoài chứ. Hễ cái gì dính tới nhân dân thì nó không tàn, nó cũng mạt. Anh không thấy hả? Quân đội nhân dân bị Tàu giết chết mà nhà nước không có cho lấy xác, không cho làm lễ tưởng niệm. Công an nhân dân thì bị dân gọi sách mé là chó vàng chó xanh. Chỉ có cái kho bạc là ngon nhất thì đảng giành lấy làm ngân hàng nhà nước. Đời làm đĩ trăm đắng ngàn cay. Cho em ké một chút tên nhà nước vô cho nó quay. Anh công an chịu hết nổi, xua tay nói. Thôi cô về đi, không cần phải khai báo cái gì nữa. Nhưng tôi cho cô về lần này, không phạt là để cô kiểm điểm lại bản thân, kiếm cái nghề khác lương thiện mà làm ăn. Cô gái vẫn chưa chịu cãi lại. Anh lại nói xấu em rồi. Nghề của em có chỗ nào mà không lương thiện? Em bán cái của em sở hữu chứ có trộm cắp lừa gạt gì của ai đâu. Chứ mấy cái thằng mấy con kia nó bán nước thì sao? Anh công an đập bàn cái rầm. Câm ngay, tôi không cần cô khai nữa, nghe chưa? Trên vừa kể xong phần 2
cuối câu chuyện nghề làm đĩ bây giờ có tên mới rồi của chú bác và các anh chị.